bây giờ, xin mời quý khán giả sẽ đến với những tin tức showbiz nổi bật nhất trong ngày. Quang Linh Vlog, Thùy Tiên và Bạch Bạch 49 loạt hình hẹn hò khiến cộng đồng mạng cả nước thi nhau đậy thuyền. Từ lần đầu kết hợp làm việc chung với nhau cho đến nay, người hâm mộ có lẽ không đếm xuể những lần Thùy Tiên và Quang Linh Vlog khiến con dân náo loạn khi để lộ loạt khoảnh khắc chứng minh tình cảm dành cho nhau. Thời gian qua, Hoa hậu Thủy Tiên và Quang Linh Vlog nhận được nhiều sự quan tâm, tình cảm từ khán giả. Từ những cử chỉ, hành động ăn ý đến câu nói của cả hai đều dễ dàng khiến fan đứng ngồi không yên và liên tục đậy thuyền. Khởi nguồn từ lần hợp tác dự án khi Quang Linh về Việt Nam, Thủy Tiên sau đó đã tiếp tục có chuyến công tác thiện nguyện tại Angola, nơi Quang Linh đang sinh sống. Từ đó đến nay, cặp đôi liên tục được dân tình đậy thuyền và xoay ra hàng loạt những bằng chứng có cảm tình với nhau. Lần đầu gặp gỡ đầy ngại ngùng. Chiến thuyền của Thủy Tiên và Quang Linh bắt đầu xuất hiện vào năm 2022. Cả hai gặp gỡ nhau lần đầu tiên khi cùng tham gia quảng cáo cho một nhãn hàng và có sự kiện livestream chung với nhau. Biểu cảm ngại ngùng, thật tha của Quang Linh Vlogs khiến Hoa hậu Thủy Tiên không khỏi bật cười. Quang Linh nhiều lần thừa nhận, bản thân cảm thấy hồi hộp khi ngồi cạnh nàng hậu xinh đẹp. Nhiều fan cảm thán vì cặp đôi quá đẹp đôi và có tướng phu thê. Nhắc Thủy Tiên nhớ mặc ấm, chuẩn bị chu đáo đón tiếp người thương. Khi biết Thủy Tiên chuẩn bị bay tới Angola, Quang Linh Vlog đặt tự làm biện tên cho cô. Còn Thủy Tiên khiến netizen đứng ngồi không yên khi gọi Quang Linh trên đường di chuyển tới gặp anh. Quang Linh còn chu đáo dặn Thủy Tiên mặc áo ấm vì ở chỗ anh sẽ lạnh hơn. Nàng hậu gây sốt khi áo hịnh mượn áo vì không mang theo và được anh đồng ý ngay khiến cư dân mạng lại càng nhiệt huyết, trèo thuyền hơn. Nửa năm gặp lại vẫn ngại ngùng. Trong lúc đứng chờ Thủy Tiên tới, Quang Linh đã hết lòng chuẩn bị và mang một bó hoa đến tập duyệt cùng ekip để chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ đặc biệt lần này. Hình ảnh ngại ngùng của chàng trai xứ nghệ trước cửa sân bay khi thấy Thủy Tiên được nhân tình hài hước vì như đang đứng đợi trước dâu. Khi được ekip sắp xếp cả hai người chung xe, chàng trai người Nghệ An đã ngại ngùng đến mức nấp sau cửa. Gia nhập hội chị follow riêng mình em Nhìn dự mọi vật dụng của Thủy Tiên tại Angola, quang linh tiếp tục có hành động khiến người hâm mộ cả hai muốn đi mua quần áo để chuẩn bị đi ăn cưới ngay lập tức theo đó anh chàng đã lập kênh tiktok chính thức và chỉ theo dõi duy nhất tài khoản của hậu thủy tiên chưa hết hai clip đầu tiên trên kênh này đều có sự xuất hiện của nàng hậu Quang Linh cho biết mình đã niêm phong các đồ vật mà Thủy Tiên từng dùng để làm kỷ niệm. Theo đó anh dùng túi ni lông để đựng cốc trà nàng hậu từng uống, thậm chí còn có ý định hút chân không để bảo quản tốt hơn. Chiếc cốc trà này đang được niêm phong lại, tạm thời chưa hút được chân không nên dùng túi bao này để tránh dùng nhầm, còn bắt đũa các kiểu nữa, nào như chia sẻ. Thủy Tiên lựa chọn Quang Linh làm hình mẫu lý tưởng. Không chỉ cộng đồng mạng mà ngay đến đài quốc gia, VTV cũng nhiệt tình đệ thuyền cặp đôi. Cụ thể trong chương trình cuộc hẹn cuối tuần, Thủy Tiên đã được hỏi về gu của mình, một người bạn đời lý tưởng. Chưa hoàn là về những hẹn xuất hiện của ca sĩ Sơn Tùng, rapper Karik, MC Xuân Bắc, ca sĩ Subin Hoàng Sơn, nhưng cô nàng vẫn chọn anh chàng Quang Linh vì những người còn lại đều trong số biết. Ban tổ chức khẳng định, mạng xã hội cứ bạo đệ thuyền nhưng rõ ràng đây là lựa chọn qua hậu Thủy Tiên. Đội ảnh đại diện đôi luôn chúc mừng và có mặt trong sinh nhật của nhau. Tối ngày 10 tháng 11, Hoa hậu Thúy Tiên có động thái đang chú ý trên trang cá nhân, cụ thể Miss Grand International 2021 đã đội ảnh đại diện là Quang Linh. Quang Linh Vlog cũng không ngoại lệ khi đăng ảnh nàng hậu làm đại diện của mình. Động thái của cả hai ngay sau đó đã gây náo loạn mạng xã hội. Trong những dịp đặc biệt của nhau, cả hai luôn có hành động ý nghĩa. Trong khi con Linh gọi điện cùng đôi con hát chúc mừng sinh nhật Thùy Tiên, thì nàng hậu cũng cất công chuẩn bị bánh kem và hát tặng anh chàng. Quang Linh liên tục có động thái cổ vũ ủng hộ Thủy Tiên nhưng ngại ngùng đưa lời con ra làm bình phong. Mỗi khi nàng hậu có sản phẩm dự án mới, Quang Linh đều không ngần ngại chia sẻ cũng như kêu gọi mọi người ủng hộ cho cô, dù bạn thân đang ở tận Angola. Tuy nhiên thay vì kêu gọi ủng hộ Thủy Tiên như bình thường, Quang Linh thường ngại ngùng đem nhóc tỷ lôi con ra làm bình phong. Động thái của Quang Linh lại một lần nữa khiến người hâm mộ cảm thấy hào hứng, quyết định tiếp tục chèo thuyền. Người thân cũng liên tục đệ thuyền, không chỉ nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ khán giả, cặp đôi Thủy Tiên và Quang Linh Vlog còn được người thân tắt thành nhiệt tình nếu hai mẹ nuôi là CEO Sen Vàng và Phó Chủ tịch Miss Grand International Teresa đã ghép đôi Thủy Tiên Quang Linh từ sớm, thì đến nhịp sinh nhật chàng trai xứ nghệ, mẹ ruột năng hậu mới làm video ngầm chúc mừng sinh nhật bạn thân của con gái. Có thể thấy với những động thái này, người hâm mộ hoàn toàn có thể tin tưởng một ngày không xa trong tương lai, chiến thuyền của cả hai sẽ cập bến. bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo